Như quý vị thấy, chiếc xe máy giao hàng cũ kỹ hiệu Quay đang đậu tại khu vực dưới hè phía trước một ngôi nhà. Bất ngờ lúc này xuất hiện một nam thanh niên mặc áo sọc, đội nón, bịt kính mặt đang dần tiến đến. Phát hiện chiếc chìa khóa vẫn còn gắn trên xe, hắn ta rất nhanh chóng ngồi lên xe rồi nổ máy phóng đi trong chớp mắt. Đến khi người trong nhà phát hiện ra sự việc thì đã muộn màng. Còn đây là một góc khác của camera có thể nhìn thấy rõ thủ phạm. Đó là một cặp nam nữ đi trên phương tiện xe máy hiệu Bio Classico.